Triển lãm ô tô được mong chờ nhất Việt Nam, Việt Nam Motor Show 2022 đã chính thức diễn ra. Tham gia sự kiện lần này có sự tham gia của 365 Group, đơn vị tiên phong và nổi tiếng ở Việt Nam với hơn 188 hệ thống chi nhánh, bao gồm 88 chi nhánh ô tô 365, 100 chi nhánh GTR Việt Nam, chuyên lắp đặt và nâng cấp ánh sáng, phụ tùng xe hơi trải dài toàn quốc. Tại triển lãm, 365 Group còn trưng bày xe đã được nâng cấp những gói chính hãng từ âm thanh, ánh sáng, DVD Android cho tới LED viền cao cấp Caddy, giúp khách hàng thoải mái trải nghiệm và cảm nhận rõ hơn về sản phẩm. Chúng tôi khi ra mắt được rất nhiều người tiêu dùng đón nhận bởi vì sự phù hợp với thị trường. Và trong năm nay, chúng tôi phát triển thêm những dòng sản phẩm B-LED, Mini, B-Laser, 1.5 inch, 1.8 inch, phù hợp với dòng xe B-LED vừa mới tung ra thị trường Việt Nam hiện nay. Trong năm 2022, các bạn thấy rất nhiều dòng xe, tất cả đều là B-LED. Do đó, việc nâng cấp cho những dòng xe này rất là khó khăn. Và những dòng B trên sẽ giúp cho việc những chủ xe, những chủ gara có được sản phẩm phù hợp nhất với chiếc xe của mình. Bên cạnh đó, đơn vị còn mang đến triển lãm với hơn 8 thương hiệu đèn xe, từ trung cấp đến cao cấp. Cùng 20 gian hàng 365 Group được xem là điểm đáng tham quan cho các khách hàng quan tâm đến phụ tùng xe hơi nói chung và chuẩn bị nâng cấp ánh sáng nói riêng cần đến tham quan và tìm hiểu.